Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Hưng Yên quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp. Giữ gìn nét đẹp trong ngày Tết ông Công ông Táo. Cơ bản hoàn thành di chuyển mộ để làm đường vành đai 4. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người có công lao vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và biết ơn trước những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, đóng góp nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương, đất nước. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thành kính dâng hương, dâng hoa, các đại biểu tâm nguyện cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập quan điểm tư tưởng đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Dự nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu đề xuất của cơ quan quân sự các cấp, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp ủy chính quyền, các huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ. Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các kết luận, kế hoạch về xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ các huyện, thị xã, thành phố và triển khai xây dựng trụ sở, nơi làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng thao trường huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống sở chỉ huy cơ bản, căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh, triển khai xây dựng công trình sở chỉ huy cấp tỉnh và cấp huyện. Các huyện, thị xã, thành phố cơ bản hoàn thành việc ban hành kế hoạch xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ của địa phương mình và tập trung bố trí kinh phí, quỹ đất để xây dựng. Công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, đúng mục đích, đúng pháp luật, không để xảy ra tranh chấp lấn chiếm.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, việc xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh huyện, xây dựng trụ sở, bố trí nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là việc làm cấp thiết có ý nghĩa chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, từng bước củng cố vững chắc thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, góp phần vào thế trận quốc phòng của quân khu 3 và cả nước. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng công trình quân sự, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung bố trí nguồn vốn, quỹ đất, đẩy nhanh quy trình thủ tục cấp đất, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng công trình quân sự đạt kế hoạch đề ra. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã tới dự và trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Hào, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1955 ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5 tháng 12 năm 1983, được công nhận là đảng viên chính thức ngày 5 tháng 6 năm 1985. Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Huyện ủy Ân Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và bó hoa tươi thắm cho đồng chí Nguyễn Khắc Hào, chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Khắc Hào vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển của tỉnh. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tham gia tích cực cho công tác nghiên cứu khoa học, có nhiều tác phẩm sách, thi ca, tác phẩm ảnh được giải trong nước và quốc tế. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, khẳng định và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu đóng góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Khắc Hào. Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, sáng nay đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến tặng quà cho người dân nghèo ở xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử. Tại chương trình, 40 hộ nghèo của xã Đỉnh Cao đã được tặng quà Tết, một suất quà trị giá 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình của Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả xóa đói giảm nghèo mà huyện Phù Cử đã đạt được trong thời gian qua. Cũng tại chương trình, ngân hàng Agribank còn trao 200 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp để nhân rộng, phát triển các tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Từ năm 2012 đến nay, công ty kết cấu thép Hưng Yên kết nạp được 9 đảng viên mới, có 5 đồng chí trước kia chỉ là cán bộ hoặc công nhân bình thường. Khi được xem xét kết nạp đảng, được ban lãnh đạo công ty bố trí làm phó phòng, tổ trưởng, tổ sản xuất, kế toán, trách nhiệm với công việc được nâng lên. Vì vậy mà mức thu nhập từ 11 đến 17 triệu đồng một người một tháng tăng khoảng 15% so với trước khi là đảng viên. Tất cả các quần chúng mà được kết nạp vào là chi bộ đều giao thêm những cái nhiệm vụ mà khó khăn hơn để cho mình có trách nhiệm và ý thức cao hơn trong công việc. Và bên cạnh đó, công ty cũng đã tạo điều kiện hết sức cho tất cả các đảng viên, đó là chế độ đãi ngộ đã đều được tăng lên ạ. Thu nhập đã được tăng lên khoảng từ 1 đến 1 triệu rưỡi một tháng. Từ đó thì đã cũng tạo động lực phấn đấu cho tất cả các nhân viên khác để phấn đấu được đứng ở trong hàng ngũ của đảng. Trong đợt mùng 2 tháng 9 vừa qua, chi bộ khu phố Kim Đằng, phường Nam Sơn, thành phố Hưng Yên đã kết nạp cho 5 đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn phường. Trong đó, riêng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Yên có 4 đảng viên. Đồng chí giám đốc công ty cũng được kết nạp đảng đợt này. Đây là một trong 13 đảng viên mới được kết nạp là chủ đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh. Phát triển công tác đảng là một vấn đề quan trọng trong doanh nghiệp. Vì vậy, công ty cũng đã xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có những tay nghề, bậc nghề phù hợp với ngành chuyên môn xây dựng của doanh nghiệp. Trong năm 2013, toàn tỉnh thành lập mới được 28 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, bao gồm 4 tổ chức cơ sở đảng và 24 chi bộ trực thuộc.
nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân của toàn tỉnh lên 222 tổ chức, gồm 79 tổ chức cơ sở đảng và 143 chi bộ trực thuộc. Kết quả này đã đạt hơn 90% chỉ tiêu đến năm 2025. Nhờ có những cách làm đổi mới, sáng tạo nên thị ủy Mỹ Hào, các huyện ủy Ân Thi và Phù Cừ là những đơn vị vượt cao so với chỉ tiêu. Đảng bộ huyện Phù Cừ ngay sau khi nhận được nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập ban chỉ đạo của huyện xây dựng kế hoạch và có xác định mục tiêu cụ thể cho cả giai đoạn và từng năm. Và chúng tôi tập trung thứ nhất là đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho giai cấp công nhân và người lao động, mà trực tiếp là đối với ý thức của người lao động gương mẫu trong sản xuất. Thứ hai, chúng tôi làm việc và vận động chủ doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay toàn tỉnh có gần 2.500 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, chiếm gần 3,5% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Con số chưa tương xứng với một tỉnh phát triển công nghiệp mạnh như Hưng Yên. Chính vì vậy mà cấp ủy các cấp cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc nhân rộng phát triển các tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân theo tinh thần của nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sáng nay tại trụ sở chính phủ đã diễn ra diễn đàn kinh tế hợp tác xã năm 2024, hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến năm 2023, cả nước có hơn 31.000 hợp tác xã, 158 liên hiệp hợp tác xã và 73.000 tổ hợp tác. Năm 2022, doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt gần 3,6 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021. Đến nay, khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, chuyển đổi sang mô hình kiểu mới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP còn thấp. Tại tỉnh Hưng Yên, hiện có gần 500 hợp tác xã và trên 550 tổ hợp tác, trong đó riêng giai đoạn 2020-2023 phát triển mới trên 400 tổ hợp tác. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu bình quân của tổ hợp tác đạt 280 triệu đồng một năm, doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt 1,7 tỷ đồng một năm, lợi nhuận bình quân năm đạt 300 triệu đồng một hợp tác xã. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 7 bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính tỉnh. Năm 2023, công tác cải cách hành chính của cả hệ thống hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các nội dung, trọng tâm là xây dựng hoàn thiện thể chế cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tại Hưng Yên, công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những trọng tâm điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo tiền đề thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, xử lý đạt 88,2%. Năm 2024, các bộ ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày Tết ông Công, ông Táo. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này các gia đình đều chuẩn bị lễ, mâm cúng tươm tất và phóng sinh cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời, với mong muốn năm mới nhiều điều bình an và may mắn. Qua nhiều thế hệ, nét đẹp của ngày Tết ông Công, ông Táo vẫn luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn. Cũng như mọi năm, vào mỗi dịp 23 tháng Chạp, chị Hà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên sẽ đi chợ từ sớm để chuẩn bị thực phẩm hoa quả và cá chép để làm mâm cỗ cúng sao cho thật đầy đủ, tươm tất. Với gia đình chị, mâm cúng ngày Tết ông Công, ông Táo không cần quá cầu kỳ nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận để thể hiện sự thành tâm của gia đình.
thì gia đình tôi có sắm sửa mâm lễ để tiền vàng để chuẩn bị xin các cụ bao trái bàn thờ để dâng lên tổ tiên. Thông qua những ngày như thế này thì tôi cũng đã dặn dò các cháu để cho các cháu hiểu và biết thêm về những nét truyền thống của dân tộc mình, có ý thức gìn giữ những cái bản sắc của dân tộc mình ạ. Theo quan niệm dân gian của người Việt, ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, ông Táo là ba vị đầu rau trông coi việc bếp núc. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các vị thần này sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình báo cáo việc làm tốt và chưa tốt của con người trong suốt một năm qua. Vì thế, cứ vào dịp này, nhà nhà lại chuẩn bị mâm cỗ cúng để tiễn các vị thần về trời. Nhịp sống hiện đại khiến cho những nghi thức cúng ông Công ông Táo có nhiều thay đổi như hạn chế vàng mã, lễ vật và tùy theo mỗi gia đình có thể chuẩn bị cỗ chay, cỗ mặn và lễ vật khác nhau, song đều thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với vị thần cai quản việc phúc đức trong nhà, sự hướng thiện và hướng tới những giá trị cao đẹp. 23 tháng Chạp này thì ví dụ nhà có cơm canh hoa quả để làm thành để thắp hương các cụ. Gia đình tôi thì tôi quan niệm là chủ yếu mình sống thiện làm thiện, chứ còn cái việc đốt vàng mã thì không nên đốt. Sau khi làm lễ, cá chép được gia chủ thả ra sông hoặc ao hồ, vùng nước rộng để phóng sinh. Bên cạnh ý nghĩa là phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời, nghi thức phóng sinh cá chép cũng là hành động gìn giữ và nuôi dưỡng môi trường sống hiện nay. Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là ngày mà mỗi gia đình báo cáo những việc đã làm được, chưa làm được của năm cũ và gửi gắm ước nguyện, hy vọng, may mắn vào năm mới. Sự háo hức của con trẻ khi cùng người lớn đi thả cá hay sự khéo léo cẩn thận khi phóng sinh cá chép khiến cho mỗi chúng ta lắng đọng, chậm lại để nghĩ về những nét văn hóa truyền thống đã in sâu vào ký ức của bao thế hệ người Việt Nam. Và cho đến nay, những nét đẹp văn hóa này vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ huyện tới cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay huyện Văn Giang đã di chuyển được gần 99% các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 4. Sáng ngày 30 tháng 1, tức ngày 21 tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở đã tổ chức lễ an vị mộ trí tại Nghĩa trang Nhân dân thôn Hoàng Trạch để phục vụ dự án đường vành đai 4, đoạn đi qua địa bàn. Tổng số mộ di chuyển từ Nghĩa trang thôn Hoàng Trạch sang khu Nghĩa trang mới là 909 ngôi, trong đó có 36 ngôi mộ vô chủ. Chúng tôi rất đồng tình tạo mọi điều kiện chuyển mộ sớm để giải phóng mặt bằng cho dự án vành đai 4. Đến giờ phút này thì 100% các phần mộ các dòng họ chúng tôi cũng đã di chuyển xong sang khu nghĩa trang nhân dân mới. Chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân và các ngành các cấp vào cuộc. Thế là được sự đồng thuận của bà con nhân dân, cái này là đi là cũng rất phấn khởi cho đi là ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của xã và của huyện. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã di chuyển xong 3.044 trên 3.081 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4, đạt tỷ lệ gần 99%. Trong đó, số mộ ướt đã di chuyển là 96 trên 131 ngôi. Hiện xã Vĩnh Khúc còn 35 ngôi đang được chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để nhân dân di chuyển. Hôm nay cái công tác di chuyển mộ mả thì đã cơ bản đảm bảo xong, chỉ còn 35 ngôi mộ ướt là do mới chôn cách đây khoảng 2 năm, nên ra là chưa đảm bảo trong cái công việc di chuyển. Để có được kết quả đó thì là trước tiên là có sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể mặt trận tổ quốc, và đặc biệt là có sự đồng thuận hưởng ứng của người dân rất là tích cực trong cái việc chấp hành chủ trương đường lối của nhà nước trong việc di chuyển mộ mả. Người dân cũng nhận thức được con đường vành đai 4 chạy qua xã địa phương là cái điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thời gian qua, các cấp chính quyền ở huyện Văn Giang đã vận động nhân dân hỗ trợ tối đa để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển các phần mộ. Qua ghi nhận, việc xây dựng các phần mộ tại khu nghĩa trang mới theo một mẫu thống nhất vừa tiết kiệm kinh phí lại tránh lãng phí đất. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm hoàn thiện hạ tầng các khu nghĩa trang mới và nghĩa trang mở rộng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân khi đồng thuận cao trong việc di chuyển các mộ phần để làm đường vành đai 4. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.